Ước gì mình được chơi dài. Thứ bảy chủ nhật vài ngày liền nhau. Chủ nhật nối tiếp về sau. Nghỉ nhiều hơn nữa, đỡ đau cái đầu. Rồi, ước gì tuần có 7 ngày thì 6 ngày là chủ nhật, còn 1 ngày là ngày thứ phải đi học thôi nhỉ. Anh ạ, thế anh chưa nghe câu nhàn cư vi bất thiện à? Mà bất thiện nhá, thì chỉ có ăn đánh đi viện thôi. Nhàn cư vi bất thiện là nào? Đấy, đi học thì không học, chỉ ngủ với nói chuyện thôi. Nhàn cư vi bất thiện, ý á là chỉ những người mà nhàn rỗi quá sẽ làm ra những chuyện xấu, cậu hiểu chưa? Giải thích với thằng Hiếu ấy, mày có giải thích xùi cả bọt mép ra nó cũng không hiểu được đâu nhá. Chỉ có game là nhanh thôi, động đến chữ nghĩa một cái là lại đặc luôn. Chúng mày đừng có mà khinh tao. Tao đây trên thông thiên văn, dưới tưởng địa chất đấy, đừng có đùa. Cờ nhút. Cờ... Huỳnh, mày nào đây? Cô trông kìa, mắt thì trực khóc đỏ ngầu, môi thì mím chặt như tàu chuối khô, nét mặt như bị hổ vô, chân tay thì run rẩy. Thế cô thế nào? Thế nào đấy? Cậu không biết hay sao mà còn hỏi? Đây, đây, chắc chắn là tin nhắn của Carut rồi. Ôi trời, nó chê tao béo chúng mày ơi. Nó đòi bỏ tao vì tao béo thì tao làm nào bây giờ? Ôi trời ơi, đời còn dài, dai còn nhiều. Đường đường là chị đại của trường, thế mà lại phải đi lụy tình cái thằng ất ơ đấy. Cái con bóng này, chả biết cái gì lại còn cứ phát biểu. Cái con này ấy, danh xưng chị đại chỉ để cho oai thôi, hiểu không? Chứ tật xấu đầy ra phun tốt mình luôn nhá. Nào là công chúa ngủ ngáy này, bà hoàng thối tai này, rồi là công nương đánh đá, sư tỷ ở dơ. Ôi giời này, khéo cái thằng này nó phát hiện ra nó chạy giữ mạng ấy. Anh Hiếu nhá, không an ủi chị Quỳnh được câu nào thì thôi, lại còn còn cái gì mà còn. Nhưng mà tao thấy thằng đấy nó nói cũng có ý đúng mà. Đúng ở đâu? Thì cái chuyện mà nó chê con Quỳnh lăn nhanh hơn đi ấy. Được rồi, bây giờ cứ cho là những cái tật xấu mà tao kể trên ấy không phải là mày đi, được chưa? Nhưng bây giờ mày với nó yêu nhau, mày nặng hơn nó cả Yến. Đấy. Ví dụ, nó mà cõng mày nha, úi dồi ôi, có mà thoát vị đứa đệm, hiểu không? Nó mà bế mày thì sụn xương sống nha. Còn riêng nó mà ôm mày, mày siết nó bẹp ruột luôn. Ai giỏi, nó bỏ của chạy lấy người như thế là không phải thắc mắc, hiểu không? Chả có gì mà phải thắc mắc cả. Mày á! Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh, chị đừng có nghe anh Hiếu nói. Theo em thì thấy là nhá, béo thì có khác biệt chi? Chẳng qua là cái body nó to. Béo thì đời sống ấm no, ăn no ngủ kỹ khó khó suốt đêm. Thế nên là chị không phải hốt. Chuẩn xác. Béo chẳng qua mỡ hơi dày. Có so cùng lắm á thì tay bằng đùi, đùi thì bằng cột đỉnh thôi. Có sao đâu vẫn thấy vui với đời. Ê, mày an ủi tao hay là mày càng hiện tao đây? À, cái gì mà tay to bằng đùi, đùi to bằng cột đình là như nào? Tao mày đừng nói, tao còn đỡ đau lòng hơn ấy. Chị Quỳnh ơi, nếu mà thế thì còn mỗi cách là giảm cân thôi. Thế nhưng mà em là khó đấy. Khó quá đi chứ. Chúng mày không biết được đâu. Con Thảo nhà tao nhá, nó giảm cân 2 năm nay rồi. Đấy. Thế nên là giảm thế nào? Giảm một phát từ 48 lên đến 5 năm. Cái mà tao thấy nó giảm được thực sự ấy, là cái ý chí của nó. Thế xong thôi bỏ luôn, không giảm cân nữa, ăn lấy được lần đấy. Anh Hiếu ơi, anh có thôi đi không? Mà chị Quỳnh ơi, em nghĩ nhá, là chỉ cần mỗi ngày dành ra 10 phút tập thể dục thôi là sẽ nhanh gầy thôi. Ôi trời, nhanh gầy. Được. Tao nhất định sẽ giảm cân. Giảm cân, giảm cân, giảm cân. Ôi trời, giảm cân. Mình béo có phải là cái tội đâu. Chẳng qua là ông trời đang ghen tị với mình thôi. Chứ bây giờ vừa cho xinh lại còn vừa cho gầy nữa thì cũng đẹp hết phần thiên hạ. Tập.
biết thế. Rồi, Châu đi cày ngoài ruộng cũng chỉ đến mức này là cùng nhá. Thôi động tác khác xem nào nhỉ. Động tác này được ấy, dễ chịu ấy. Lên. Đau tay quá. Ôi giời, sao lúc ăn thì sướng mà lúc tập nó vật vã thế này. Lúc ăn nó mệt một tí thì có phải đỡ khổ hơn không Quỳnh ơi? Ui. Ôi này, chú mẹ, nhà con Quỳnh nó bật cái nhạc gì mà nghe lạ thế nhỉ? Nhạc đâu mà nhạc, đây là tiếng con gì, tiếng con lợn hay sao ấy? Mày giỏ à? Con lợn nó ngáy nó phải thế này nè. Ngáy. Nhưng mà tớ nghe thấy giống tiếng của bố Quỳnh ấy. Càng không phải bố Quỳnh ấy là ta biết bố cái Quỳnh ấy, ta biết ta. Bố nó ngáy kiểu này nè. Nhưng mà anh chị ơi, hình như em nghe cũng không giống tiếng của bố chị Quỳnh lắm. Muốn biết chỉ vào luôn mà xem đoán già đoán non đi. Quỳnh ơi. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh. Quỳnh. Chị Quỳnh. Sao lại ngủ giữa ban ngày thế này? Chúng mày làm gì ở đây cả đấy? Trời. Này, bọn tao mà không ở đây ấy, thì làm sao chứng kiến được cái cảnh mà có đứa quyết tâm giảm cân rồi lại ngủ lăn quay ra như này hả? Này tao bảo này, khuyên chân thành nhá. Từ sau ngủ ấy, đóng cái cổng vào. Cái chị Đại kiểu gì mà ngủ gáy o ra, cái hình ảnh chị Đại này mà lộ ra nhá là thành chị Nhục ấy chứ không phải chị Đại nữa đâu. Chị Nhục. Chị Nhục cái này. Lại một bác nào đấy. Thôi, cậu đừng chấp hai cậu ấy làm cái gì. Nhưng mà tớ nghĩ cậu nên thử phương pháp khác đi. Chứ tớ thấy cậu tập một mình như thế này á, thành ra lại lười biếng đấy. Phương pháp nào nữa? Chị Quỳnh ơi, cố lên. Bọn em tin là chị sẽ làm được. Cố lên. Đúng rồi, Quỳnh ơi, đừng bỏ cuộc. Son này đắt lắm đấy. Cậu mà ngã xuống một cái thôi đấy, hết dùng luôn đấy. Cố lên. Ôi ơi, tưởng thế nào. Này, hóa ra đây là cái cách luyện tập chăm chỉ của chị em đấy hả? Ôi dồi ôi, chúng mày để cái gì? Để cái son à? Có mà chúng mày để ấy Châu xuống đấy, nó bỏ thì nó cũng phải nằm thôi nhá. Xin lỗi hội chị em nhá, người ta cố lắm rồi đấy. Thỏi này của Thảo hay của Tuyến đây, để mua lại nào. Chị Quỳnh ơi, chị không phải mua đèn đâu, bởi vì thỏi son này là của của ai mày nói luôn cho nó biết thì nó còn đèn cho ấp áp úng này. Anh Hiếu ơi, thế anh không nhận ra thỏi son đấy à? Thì nhận ra không? Tao dùng son. Tiền sư con kia. Ôi trời ơi, giờ tao mới nhận ra. Mày có biết là tao quý nó như nào không? Mày có biết là tao ngậm đắng nuốt cay, phải nhịn bao nhiêu buổi ăn sáng để tao mua được cái son này tặng cho cà rút mà tao chưa kịp tặng không? Thì tại em thấy anh để trên bàn, em tưởng là anh tặng chị đấy rồi nhưng mà chị đấy không nhận. Nên em... Mới cái giới này tao móc mắt bây giờ, thằng anh đưa đây. Tao không chơi bài gì chúng mày nữa. Tao đi về. Ôi, Hiếu ơi, từ từ đợi tao đã. Cái màu son này mua ở đâu đẹp thế, chỉ cho tao với. Này, ơi. Đáng đời anh Hiếu, ai bảo cái tội là body Samsung người khác. Thực ra thì Hiếu với Tuấn không có ác ý gì đâu, chỉ là bị bệnh thôi. Bệnh gì đấy chị? Bệnh ngứa mồm ấy. Này, nhưng mà tao thấy hai đứa chúng nó nói cũng đúng mà. Là con gái ấy, mà béo quá thì đến chính mình còn không chấp nhận được ấy, chứ đừng nói người khác. Tớ nghĩ
là cậu không giảm cân bằng cách này được nữa rồi. Phải thử cách khác thôi. Lại đây. Mình phải nghe lời cái Thảo với cái Tuyến. Phải ăn khoai lang mới được. Khoai lang mới giảm được cân. Thơm ấy. Thơm. Xem ra là giảm cân cũng không khó như mình nghĩ. Bánh khoai vừa ngon vừa tròn vừa ngậy thế này. Giảm cân cả đời cũng được ấy. Ngon quá. Ôi chị Quỳnh ơi, chị bảo là chị quyết tâm giảm cân cơ mà. Cậu bảo là quyết tâm giảm cân, thế mà lại ăn bánh khoai à? Ô, thế chả phải chúng mày bảo tao là muốn giảm cân thì phải ăn khoai lang à? Ê, cả ngày hôm nay tao chỉ ăn một cái bánh khoai này thôi. Thế bánh khoai chả làm từ khoai lang thì làm từ cái gì? Trước giờ mọi người cứ bảo là Thảo tổ, bây giờ tôi thấy cậu còn tổ hơn ý. Hả? Là nào? Ôi trời ơi, em với chị Tuyến bảo chị ăn khoai lang, có nghĩa là khoai lang luộc, khoai lang hấp ý. Thế sao chị lại ăn bánh khoai? Chị có biết nhá, để làm ra được một cái bánh khoai ấy, người ta phải trộn khoai với lại bột này, đường này, xong lại còn chiên qua cả một chảo đầy dầu mỡ nữa. Ăn như thế nhá, không những là không giảm được cân mà lại còn tăng cân ầm ầm cơ. Ôi đẻ. Ôi đứa chết rồi. Nay tao vào tao thấy chú Hoàn dán bánh ngon quá, thế là tao đứng ở đấy tao ăn mấy cái rồi đấy. Đây mua về thêm một cái này. Ôi dồi. Thế thì bọn tớ cũng hết cách với cậu rồi. Ăn thùng uống chậu như thế, có mà giảm cân bằng niềm tin. Không. Đây rồi. Rồi. Tao nhất định phải giảm cân. Chúng mày nhất định phải giúp tao. Không giúp cũng phải giúp nhá. Lắc đầu tao bẻ cổ. Giúp không? Hả? Xin đa tạ sự nhiệt tình của các chị em. Bây giờ tôi phải làm như thế nào nhỉ? Xin chị em cho ý kiến. À, chị Quỳnh ơi, em thấy mọi người bảo là uống nước có thể giúp giảm cân đấy. Ơ, đúng rồi. Uống nước vừa tăng cảm giác no bụng, lại còn đẹp da nữa. Thôi, đâm lao phải theo lao, cứ thử xem sao. Uống nước à? Ôi trời ơi, đơn giản. Tưởng gì, uống nước hả? Ngày nào tao cũng làm đôi lít. Chán thật đấy. Nước gì chả có cái vị gì cả. Nhạt nhẽo. Y như nước lọc ấy. Ở nước lọc mà. Trà sữa mua 1 tặng 1. Ôi thế. Rồi. Đúng lúc lại đang thèm trà sữa chứ lị. Ơ nhưng mà bây giờ mà uống trà sữa thì liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch giảm cân của mình không nhỉ? Ơ không sao đâu Quỳnh ơi. Trà sữa thì cũng được pha từ nước thôi mà. Thanh xuân như một ly trà. Không uống trà sữa thật là uổng ghê. Đặt nhanh cho kịp khuyến mại. Đến giờ kiểm tra cân nặng. Đây. Để giảm cân rồi đấy mà tao lại tăng 2 cân, không hiểu sao ấy. Sao cái bọn con gái trong mày phức tạp thế nhỉ? Có một cái chuyện giảm cân đơn giản như thế mà cũng không làm được. Hiếu bảo đơn giản thì xem có cách gì giúp Quỳnh đi, chứ tớ với cây Thảo là hết cách rồi đấy. Đơn giản như đan rổ, muốn gầy thì mình ăn nhiều rau là nó gầy thôi. Chỉ sợ gầy nhanh quá sốc thôi. À ơ nhở.
ăn rau sẽ gầy mà. Ôi, thế mà không nghĩ ra sớm. Sao mà khó ăn thế nhỉ? Nhai cứ như kiểu bò nhai rơm ấy. À, có rồi. Mẹ mình siêu thật đấy. Đẻ được đứa con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này mà. Một miếng rau mình sẽ ăn kèm với một miếng xúc xích cho nó dễ nuốt nhé. Đấy là kiểm tra cân nặng. Chắc chắn là gầy. Sao gầy? Ôi trời ơi. Này, mày có chắc là mày ăn mỗi rau không? Tao chỉ ăn mỗi rau thôi, với thêm một tí xúc xích thôi. Một tí thôi mà, cho dễ nuốt. Ôi thế tao lại mày. Bảo là ăn mỗi rau không, quánh cả xúc xích vào thì mà giảm cân được đấy. Thế nhưng mà được trong bơ ấy. Ôi trời. Rồi cứ cái đà này thì tao từ cầm tinh con mèo sang cầm tinh cái xe lu mất thôi. Ôi trời ơi. Chị Quỳnh ơi, hay là chị thử dọn nhà xem sao. Bình thường dọn nhà nhá, vừa sạch nhà cửa này, lại vừa đốt cháy calo. Mỗi dịp Tết á, là em cứ dọn nhà auto gầy luôn. Dọn nhà? Nghe hợp lý nhở. Để tao làm. Chổi to, bà quét sân to, ấy còn chổi nhỏ, bà để dành mẹ trông nom quét nhà. Lau bàn mãi chẳng xong. Nãy giờ mình dọn nhà cũng mệt rồi, tự thưởng cho bản thân một gói bim bim chắc chả sao đâu nhỉ. Ngon ngon thế nhở? Bỏ qua được nhỉ? Ôi. Ô chán nhỉ? Bánh để đây lại phải dọn rồi. Mà cách dọn nhanh nhất là chỉ có thế này thôi. Ôi chúng mày ơi, sao nghe giống giọng con Quỳnh thế nhở? Trời ơi. Chị Quỳnh ơi, chị đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải chúng em thế? May qua chúng mày đây rồi. Không hiểu sao nhá, tao làm đủ mọi cách chúng mày chỉ để giảm cân rồi, nên mà càng ngày tao càng phát phì ra, quần áo chật hết rồi. Thế Quỳnh đã làm hết việc nhà như những lời mà Thảo nói chưa? Tao làm rồi, tao làm hết rồi. Tao làm rất chăm chỉ đằng khác đấy. Tao dọn nhà, tao giặt ga gối, tao rửa trôi bồn cầu,
Tao cọ rất lâu mấy bộ ấm chén, tao đánh bóng mấy cái đĩa đen, nói chung là tao làm hết rồi, tao kể cả ngày không hết đâu. Thế à? Có chắc là như thế không? Tao thấy trên mép mày vẫn đang còn dính cái vụn bánh hay là cái vụn bim bim kia kìa. Thì dọn nhà lâu quá mệt thì tao nghỉ một tí, tao ăn, tao lấy sức thôi mà. Ôi trời ơi, chịu. Chị Quỳnh ơi, béo ở đấy mà ra đấy chị Quỳnh ạ. Hả? Cái gì? Mày nói đi cái Quỳnh á? Sao ra nó? Nghe. Ôi giời ơi, tao lấy cái lý do là nó béo quá, phải giảm cân thì tao mới yêu. Vì tao biết thừa là cái mặt con này không bao giờ giảm được cân. Bây giờ tao đang yêu em Hoa rồi, nên là cứ lấy bừa cái lý do như thế cho nó đỡ bảo tao đẻo mà. Thằng kia, tao nghe thấy rồi nhá. Tao nói cho mày biết, tao không tiếc cái loại mày nhá. Tao tuyên bố cho mày biết luôn, gặp ở đâu tao đánh ở đấy. Bà mày tuy hiền nhưng mà làm phiền là bà mày thiến nhá. Này 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 này, mày trốn cho kỹ vào nhá. Tao đang nói chuyện với mày thì cái Quỳnh nó cướp điện thoại của tao, nó đang lồng lộn lên đấy. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Mày làm gì đấy? Tao sang nhà nó, tao ra cho nó một trận. Thưa hai con này thúc mày làm gì đấy? Không cần biết, đã động đến hội chị em nhá thì thằng đấy chán sống rồi. Chị Quỳnh đi, em giữ chịu đánh nó. Này chúng mày, thôi tao xin nhá, chúng mày không đánh được người thì mặt đỏ như vang, mà đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Hùng hổ mà thôi. Cái con kia, bây giờ mày biết nó bỏ mày không phải vì mày béo, thế là được rồi. Bây giờ mày tha hồ ăn uống, tự tin là chính mình, đúng không? Lo lắng cái gì nữa hả? Giỏi ơi, ngồi im đi, tình yêu sẽ đến, yên tâm nhá. Mày nói cũng có lý đấy. Thôi được rồi, tao thèm chân gà rang muối, nhà tao có chân gà, bà làm cho tao ăn đây. Đi. Thế là nó có thất tình nữa không chú mày? Cái điều đấy không quan trọng, quan trọng là bây giờ mình được ăn nhá. Nhà nó có chân gà, vào tao làm cho mày ăn. Đi. Rồi, hôm nay để ăn mừng cho cái Quỳnh thoát khỏi được chuyện tình rất chi là bực mình, thì tao sẽ chiêu đãi cho mày món chân gà rang muối nha. Đấy. Các bạn ạ, làm món này thì chúng ta cần chuẩn bị những thứ như là chân gà này, rồi là bột bắp này, lòng đỏ trứng gà này, sả cây này, tỏi băm này nha, và các gia vị như là muối, đường, hạt nêm, bột ngọt, rồi là mắm và dầu me, dầu ăn nữa nha. Đấy. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ đi vào cái công đoạn gọi là sơ chế nguyên liệu nha. Chân gà này tớ đã ngâm với nước muối loãng và để khô ráo rồi, đảm bảo là sạch bong kinh kít luôn. Này, mày không lấy xà phòng rửa đấy chứ? Không, ai lại làm thế? Được rồi, bây giờ đến cái bước mà cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định trực tiếp đến vị ngon của món ăn nhá. Đó là cái bước gọi là tập ướp. Rồi, chúng ta sẽ cho vào cái bát chân gà này một chút hạt nêm này, một chút bột ngọt, một chút tiêu, một chút mắm, một chút dầu mè, một chút đường, và cuối cùng ấy là một chút tỏi băm nhá. À quên, còn cả hai lòng đỏ trứng gà nữa. Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 15 phút để cho gà được ngấm đều gia vị. Đấy, để tao. Đây. Này. Chào chị. Mà anh Hiếu ơi, em tưởng chân gà rang muối là lấy chân gà rang với muối. Sao anh lại phải trộn các thứ, lại còn xả sủng nữa, nhiều việc thế anh?
cái thắc mắc của mày giống hệt mấy cái thắc mắc của những cái người gọi là tinh ăn mù làm. Người ta gọi cái tên như thế để cho nó kêu, chân gà rang muối cho nó kêu thôi, hiểu chưa? Chứ chân gà mà đem rang với muối mặn chát thì ai ăn được, ai ăn nổi hả? Thôi mày để tao làm đi, tí ăn vào mồm có biết muối đấy là cái gì nhá. Vâng. Rồi, cũng 15 phút rồi, chân gà ngấm đều gia vị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần chế biến tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ cho khoảng 100g bột bắp vào trong cái bát chân gà này. Sau đó thì trộn đều lên, hiểu không? À, mày cho dầu ăn vào chảo cho ngập dầu vào cho tao nhá. Ok. Rồi, trộn đều vào đây. Rồi, chảo dầu cũng sôi luôn. Bây giờ ấy, dầu sôi rồi, chúng ta sẽ cho những cái cây sả này vào trong dầu và chiên khi nào vàng thì chúng ta sẽ vớt ra nhá. Ui thơm thế. Mới cho một tí xả vào chưa động gì đến chân gà mà tao đã thèm giỏ cả dãi rồi. Rồi, bây giờ xả vàng vào đấy, chúng ta sẽ vớt xả ra. Sau đó thì cho chân gà vào và chiên nhá. Chiên đến khi nào mà chân gà vàng giòn đều tất cả các mặt đấy thì chúng ta lại gắp ra. Đấy. Rồi, giờ thả chân gà vào nhá. Đây. Trong cái lúc mà chờ chân gà chín ấy thì chúng ta sẽ cho vào cái thau này là một chút muối này, hạt tiêu này và mì chính nhá. Trộn đều lên. Cứ nhắc đến cái chuyện ăn uống là mẹ tin tưởng thật đấy nhỉ. Cảm giác là hết bồ luôn đấy nhỉ. Chưa được. Cái này bây giờ phải gấp ra cho nó ráo dầu một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ vào cái thau mà chứa cái hỗn hợp muối vừa trộn này. Sóc thật đều lên nhỉ. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho chân gà vào và xóc đều lên nhé. Ê, thế này phải gọi là chân gà tẩm các loại bột chứ sao lại gọi là chân gà rang muối. Đúng là lừa người. Em cũng nghĩ y như chị Quỳnh đấy. Chúng mày chả biết cái gì cả. Rồi, món chân gà rang muối của chúng tớ đã hoàn thành. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với Team Gách TV nhé. Đây, làm đây này. Đấy. Rồi, xin mời mọi người. Đấy. Quỳnh, anh Hiếu đúng là Masterchef luôn. Món này nha, ngon, giòn, thơm, lại còn có vị mặn mặn nữa. Cái món chân gà rang muối này nhá, không ăn thì thôi, mà một khi đã ăn rồi nhá, quên luôn người yêu cũ. Bây giờ mày tin, mày không tin mày hỏi cái Quỳnh xem nó còn nhớ gì không? Công nhận rồi, ngon quá Hiếu ơi. Này, hỏi thật nhá, thế còn cay thằng kia nữa không? Không cay đấy. Chấm thêm tương ớt vẫn ăn được mà. À. Ngon quá.